Hôm nay, Khang sẽ dẫn các bạn đi tham quan Tiger Park ở Pattaya. Ở đây thì có rất nhiều những chú hổ kích cỡ và độ tuổi khác nhau. Hổ con, baby mới 3 tháng tuổi nặng khoảng 3kg. Hổ nhỏ, hổ vừa, hổ lớn và hổ rất lớn khoảng 15 tuổi nặng hơn 200kg. Các chú hổ không có dây xích nhưng mà khá an toàn cho bạn trải nghiệm cảm giác chụp hình vuốt ve. Những nhân viên huấn luyện cũng hỗ trợ bạn rất tốt trong công tác chụp hình mà hay quay clip lắm. Nhiều lúc cũng sợ sợ, không biết là nó đã được cho ăn chưa nữa. Thấy nó quay lại nhìn mình mà liếm mép thì đôi. Những con hổ không bị suy dinh dưỡng hoặc có dấu hiệu bị ngược đãi, căng thẳng. Và chúng cũng thường xuyên được thay đổi trong ngày để tránh căng thẳng quá mức khi mà làm việc. Và người nuôi thì cũng luôn có mặt để chăm sóc và hướng dẫn cả khách và vật trong quá trình tương tác.